Hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 diễn ra vào sáng nay cũng đã được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở. Tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Ban chấp hành Đảng bộ khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng đã nghiêm túc tham gia học tập quán triệt nghị quyết. Thông qua đó, giúp cấp ủy các cấp và cán bộ đảng viên nắm vững nhiều nội dung cốt lõi những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13. Từ đó xây dựng chương trình kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả cũng như tăng cường đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch.